Ôi, xin chào anh em nhé. Chào cả nhà. Hello, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Thì đầu tiên thì Tuấn không có gì hơn, cảm ơn tất cả anh em, chúc gia đình mình luôn luôn sức khỏe bình an. Thì thời gian này công việc rất đông và rất bận anh em ạ. Công việc cửa hàng và công việc đang hướng dẫn dạy anh em ở đây, và ngày nghe điện thoại và ship rất nhiều toa hàng. Cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành và ủng hộ. Và ở đây mình xin chia sẻ với anh em này, cái nước tẩy này thật sự bán thì chẳng bao giờ gọi là từ giàu có cả. Bán cái nước tẩy rửa này ấy, nó chỉ là kiếm cái gì, ly cà phê, cái bát phở buổi sáng thôi. Đấy, thì cảm ơn tất cả anh em, trong vòng 3 ngày qua mình đã bán khoảng 250 lít. Đấy, khoảng tầm gần 250 lít rồi ấy. Anh em ủng hộ. Có nhiều người cứ đa số là 5 lít và 10 lít. Thì khá nhiều đông anh em mua cái thuốc tẩy này. Và nhiều anh em thì hồi giờ bị lừa. Đấy, có rất nhiều anh em nhắn tin thì thật sự Đình Tuấn dặn, Đình Tuấn mới trả lời được những cái tin nhắn đó để hai anh em mình nói chuyện qua lại thôi. Bởi vì có rất nhiều các bạn bị lừa những cái thuốc tẩy lốc máy này, bỏ mọi người mua về mọi người bảo chẳng thấy trắng. Đấy, hôm nay có vài anh em nhắn tin như vậy. Thì anh em bảo thấy Đình Tuấn biết lâu rồi mà chưa mua hàng ủng hộ. Không biết cái nước tẩy này Đình Tuấn nói có thật hay không. Thì cái nước tẩy này nói chung là hồi giờ mình chẳng có bán, mình chỉ biết là về cái FI thôi. Đấy, và mình cung cấp thiết bị máy chẩn đoán cho anh em và phụ tùng và thiết bị để anh em làm phụ sang điện tử. Nhưng chẳng qua mình mua của những người anh em về, người ta bảo dùng ok thì mình tẩy cái lốc của xe của Sirius hết nhớt, thì mình đã chụp ảnh gửi lên cái Facebook Zalo rồi. Có nhiều anh em vẫn không tin, nhiều anh em bác chắc là cái này nó sẽ dùng cái gì, nó tẩy rửa, nó chụp lên chứ làm gì cái nước gì mà trắng như vậy. Thì thôi, thế này mình nói cho anh em này, nếu anh em mua những cái chai tẩy rửa này về nhà không trắng được như cái bình này, đúng không, mua 2 chai 5 chai 10 chai, bảo Tuấn ơi bạn lừa mình rồi, chỉ cần các bạn cho Đình Tuấn cái số tài khoản, 5 phút sau các bạn nhận được tiền rồi. Đấy, để cho anh em may mắn nhanh, chứ mất công thì chúng ta khỏi phải nhắn tin qua nhiều, quá nhiều tin nhắn. Rồi nhiều anh em thật sự mua một chai thì Tuấn chỉ phép không ship được. Các bạn sợ thì không mua, mà mua rồi thì các bạn phải tin tưởng vào Đình Tuấn và anh em tin tưởng vào mình. Một chai mình không ship đâu. Tiền chai lọ này anh em này, tiền này, đi mua những cái hộp này về nhà, tiền quấn, lời chai được 10.000 bạc. Bao nhiêu công việc làm không hết. Chẳng qua cái này là mình ok, mình chia sẻ cho mọi người. Về nhà mọi người tẩy cái lốc trắng, mọi người có tiền. Và thứ hai cảm thấy nó nhẹ người hơn. Còn nếu không trắng được như cái chai này ấy, tẩy cái lốc mà không trắng được như chai này ấy, Tuấn ơi, bạn lừa mình rồi. Nói luôn từ lừa, mình chuyển tài khoản trả lại cho các bạn cho. Còn thật sự nhiều anh em, thật sự Tuấn cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ mình. Ship một chai mình không ship đâu. Rất mất thời gian lên app anh em, chai bình này, cái chai này cực kỳ dày. Nó không phải là cái chai bình thường là 1 lít nó mỏng, mua nó rẻ. Hoặc là can 1 lít là can xăng thì nó khá là rẻ, có mấy ngàn một chai thôi. Còn cái này nó khá là dày. Đó, rất mong anh em thông cảm cho. Còn anh em nào không tin tưởng thì chúng ta không mua. Còn mua rồi nếu tẩy không trắng, 10 lít có mấy trăm ngàn mình trả tiền các bạn ngay. Cái lít đấy mình tặng cho mọi người luôn. Được chưa? Đấy. Chứ bán cái này chẳng bao giờ làm giàu cả. Nhiều anh em bảo Tuấn ơi có thật sự có ok không. Rồi, thôi mình mua thử 1 lít thôi, sợ xài không được mình bỏ phí. Trời ơi, sợ khỏi cần xài. Đó, ok chưa? Sợ mọi người không cần xài. Nếu mọi người tin tưởng vào Đình Tuấn, cái đồ Đình Tuấn bán ra lỗi cái gì mọi người quay đầu. Nếu về máy móc, về chẩn đoán chắc chắn anh em sẽ biết rồi. Còn cái chai thuốc tẩy nó có mấy chục nghìn bạc, anh em yên tâm, một chai mình không bán được. Ship một chai này anh em lời bao nhiêu tiền, mẹ tiền mẹ ship rồi áp đồ nó phê lắm anh em. Mình đã hợp đồng cho anh em ở đây, mình chẳng giấu gì mọi người cả. Mình ở đây toa hàng còn hầu như nó còn 30 toa trên này mình chưa ship kịp. Ngày hôm nay mình chỉ có lên được ít toa như thế này thôi.
Này mọi người thấy không? Đây. Đấy. Vừa dạy học mà 246 toa. Còn làm xăng nữa này anh em hiểu không? Mẹ căn bình xăng này không phải là chọt bình xăng như các thắn chọt đâu. Người mẹ thay bét này vào ok. Mẹ ok thì mọi người làm Nhật hết rồi. Qua Nhật hết rồi. Mẹ làm còn gió này chạy vào bao nhiêu. Bét phụ, bét chính, vít lơ. Làm sao ra con xe chạy phải ngon. Mọi người ơi, nó rất nhiều việc. Mẹ làm xong rồi ra xe. Có cụ nào làm xe mà test tới hai người không? Có cụ nào test xe mà dừng đèn xanh đèn đỏ không? Anh em hiểu không? Đây chạy hai người. Rồi, chưa được 500 mm. Chạy được hơn 3, cho 3 cây. Tẹt, mẹ có mà có cụ nào mà làm bình xăng xong mà nẹt ga như này không? Có cụ nào làm bình xăng mà chạy hai người dừng đèn xanh đèn đỏ nẹt ga chơi không? Đấy, một người ngồi sau nặng khoảng tầm 65 kg, quay một người trước chạy. Nó rất mệt mọi người hiểu không? Đấy. Còn những cái ship hàng ở đây mình đã bao cho mọi người cái giá rẻ này. Có 29.000 thôi, không có nhiều cả. Đây. Cái ăn này. Đâu. Đấy. Có 29.000 tiền ship cả tiền phí thu hộ anh em hiểu không? Đấy mình làm hết cho anh em đây, 1.510.000, có mất có 29.500, mất 30.000 quá rẻ. Đấy, đây mình toa này. Đó, 29.500. Cái nào nặng nhất là 44.200, 10 kg đổ lại. Đấy, hai chai này còn tầm hết khoảng mấy chục ngàn tiền ship. Đó. Còn thật sự anh em nào mà cảm thấy tin tưởng thì anh em mua. Còn nếu mà sợ thì không mua. Còn mua mà sợ mà mất tiền oan mấy chục ngàn chai này thì mình hoàn tiền lại cho anh em. Còn mà mua một chai này về nhà xịt được cái lốc máy chứ mấy mọi người, xịt được cái máy, hai cái máy nó hết rồi. Mất công, mất tiền ship. Đấy. Chai này rửa mọi người hiểu không? Nó không nhớt không gì cả. Mọi người chỉ cần xịt 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 vào cái lốc máy. Mọi người dùng cái cọ, mọi người đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại cái mọi người ra, mọi người lấy cái máy rửa xe mọi người xịt. Rồi mọi người vào, mọi người thao tác lần thứ hai, lần thứ ba nữa là xong. Đấy chứ không phải là mình phải bảo cái gì cả. Mình bao mọi người là nó phải phê. Đây nhiều anh em này, mình giấu anh em làm cái gì này. Mua tiếp. Đó, nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Chứ chúng ta chẳng có cái gì chúng ta phải lừa nhau. Cái lít thức tẩy này mọi người hiểu không? Nước tẩy này có cái gì lừa nhau. Đấy đây anh em này hôm nay này. Mới anh em nào nhận trước thì anh em có máy anh em rửa thì anh em sẽ thấy. Quá ok luôn. Mới rửa sơ sơ đó mà trắng như vậy. Cái này là những anh em trên mạng chứ đâu phải là người anh em của mình, chả vờ mình bùa ngải gì đâu. Này. Đó, lốc này. Đó, thì thật sự thật 2-3 chai trở lên mình mới ship nhá. Rồi, những anh em nào một chai thông cảm cho mình. Chứ không phải là mình chẳng chỉ đâu. Rất mất thời gian anh em. Cứ người một chai, 10 người, 10 chai phê kinh khủng luôn. Cái nước này không phải là em kinh doanh. Do vừa rồi em làm xe ga, em làm xe ở đây. Em thấy cái nước này ok thì em mới ok. Em mới nhập về em bán cho mọi người. Nó đâu có lời nhiều đâu mọi người. Nha, yeah, ok. Thank you. Trần Trung gửi cái gì em trai? Làm quá sạch anh Tuấn ơi. Đấy, em xài ok. Thì không tin thì anh em có thể liên hệ với anh gì đây này. Anh Phạm Thật Thật. Ừ. Cái đó là cái cước trước Hải Hoài. Đấy ơi, bây giờ anh mua bên này có 40 mấy ngàn à. Anh mới ký hợp đồng ở bên cái Việt ship hàng khác. Đó em thấy không, ngày xưa ship hàng 80k, bữa nay còn có 42k, 44k. Em bán 90k một lít, mới anh em mua phải 2-3 can trở lên em mới ship chai á. Đấy mọi người phải mua 2-3 chai trở lên em mới ship. Còn một chai mọi người thông cảm cho em. Còn sạch hay không thì các anh có thể lại đây xem cái live stream của anh gì Phạm Thật Thật này. Đó, kết bạn bảo Hoàng Tuấn có phải thật như vậy hay bị lừa. Đấy, thì anh em mà có thể liên hệ với anh này. Xem thì Tuấn có lừa không, hai người đó có phải anh em hay thật không. Nha. Mất công một chai nó mệt lắm.
nhé. Một chai nó phê lắm mọi người ơi. Đó, rồi anh em nào yên tâm thì quan tâm. Rồi, tất cả mọi người truy cập vào cái Zalo em ấy. Rồi, cái máy này là 4 triệu mấy này. Smart FI. Anh em kết nối trên điện thoại cực kỳ dễ. Chúng ta đọc full thông số về tất cả những dòng xe Honda, IA, Piaggio, SQM. Được chưa? Nhít 4 triệu. Tặng mọi người nhóm học online và nhóm group luôn. Đấy, cái này 4 triệu mấy, 4 triệu rưỡi. Chúng ta về nhà kết nối trên cái điện thoại. Cực kỳ là ok. Smart FI. Đó, quét trên điện thoại cực kỳ VIP. Đó, thì anh em nào mua thì comment và inbox. Còn thuốc tẩy lốc mình ship trên 2 lít. Anh em kiếm cho mình kiếm tô phở phê lắm mọi người. Rồi anh em nào muốn review xóa à, trên tất cả những FOB loại 3 nút nhấn và đồng thời làm chip Piaggio thì mua cái Alo Alo VVD Mini Ketun. Ok chưa? À, hơn 2 triệu. Nếu anh em nào yêu công nghệ, app tất cả được cài đặt trên điện thoại miễn phí. Rồi cái này để xóa những chìa 3 nút nhấn SH K77, K01, K35, K29 làm chip Piaggio Vespa. Mạng sao giật hả? Mạng em ok đây mà anh. Rồi. Làm chip Piaggio Vespa. Yeah. Đấy, chip Piaggio Vespa. Chân lê. Mạng em ok đây mà anh. Rồi. Và đặc biệt mọi người lại quan tâm nhất cái bình xăng này đúng không? Mọi người bảo làm buổi sáng khó nổ đúng không? Chạy không ngọt. Riêng Đình Tuấn mà đã hướng dẫn đúng nhiệt tình cho mọi người. Con xe chạy là phải ngọt. Thông số bất kỳ bố con thằng nào chọt vào trong cái bình xăng này. 100, 110, Novo đúng không ạ? LX Novo 123, WS 110, bình xăng Rimway, bình xăng có van cắt gió. Mình không hướng dẫn thì thôi. Mình hứa với anh em con xe đấy đụng là phải nổ. Từ ga đầu cho tới ga cuối là phải ngọt như đường. Gọi là như mật ong. Và bất kỳ một cái đường gió này của bố con người nào can thiệp vào các bạn sẽ biết ngay. Chứ không phải là cứ đâm kim vào là chọt thì toang hết. Không phải là bây giờ cứ ngoáy cái đường gió này thật lớn lên. Tiếp tục gió chính rồi ngoáy gió phụ. Rồi tiếp tục tá là. Thì cái đó nó không sướng, mình không thích dạy. Kế tiếp mình sẽ làm cho anh em phải làm được cái bình xăng này à. Mình ở đây làm không bao giờ dưới 200k một bình. Nếu bắt đầu mình đã làm lại cho anh em. Và có nhiều anh em hỏi thì anh em phải cho mình vài ngày nữa để mình làm cái bộ đồ nghề cho nó xong. Mình sẽ mài cho anh em bộ đồ nghề và cung cấp cho anh em những cái bét, những cái bình xăng này của xe gì. Quay 100 có van cắt gió. Chúng ta sẽ xử lý cái bét chín bét phụ như thế nào, đường gió như thế nào. Còn bây giờ anh em thử hỏi mấy thần y coi có biết cái đường gió chín gió phụ zin là bao nhiêu không? Cái Whistler zin này là bao nhiêu không? Cái bét chín này, cái bét phụ này bao nhiêu không? Được mấy thần y biết? À, nhiều thần y chẳng qua chỉ có chọt đại, chọt ngoáy. Các bạn thử hỏi thần y là cái đường gió chín bao nhiêu không? Đường gió phụ bao nhiêu, bét chín bao nhiêu, sáo bên dưới bao nhiêu lỗ, bét phụ bao nhiêu, được mấy người bỏ vào đa số là chọt. Mình không thích như vậy, mình đã chỉ cho anh em là chỉ nhiệt tình. Đấy. Rồi cái bình này của 100, bình Kenta, bình này bình 100, Rimway. Rồi cái này không có van cắt gió, đường chín, đường phụ, rồi bét 9, 6, bét phụ. Được chưa? Mình sẽ chỉ cho các bạn chọt vào 110. Ngoáy làm sao bảo đảm kể cả tay nghề bơm hơi và lốp. Có mà anh em rửa xe, ngoáy nó cũng không bao giờ hư bình xăng. Và lỡ may ngoáy to, thu nhỏ lại. Được chưa? To, nhỏ, tùy thích.
không bao giờ gọi là hư bình xăng, trừ khi bình xăng lấy búa đập hư. Rồi ở đây mình sẽ làm con đường tim cho anh em ở đây này, đây động cơ nguội luôn. Dạ, con xe này nguội ngắt này, chưa dao. Đấy, đây. Rịp thái, bấm đề này. Ok này. Anh em thử ga đấy, thì thử nhẹ cái đầu tiên này. Nhịp nhẹ này, đừng có phình như này. Đã làm xăng thì chúng ta phải biết rằng nó hụt ở chỗ nào. Nhịp nhẹ này. Giữ ga. Giữ ga coi vòng tua máy có tròn hay không. Đó, tròn thấy không? Ở động cơ nguội này. Rồi lên một tí nữa. Đó, thấy không? Rẽ ga, còn không phải là làm xong mình cứ thế này đâu. Chúng ta phải giữ từ cái mức ga mới nhịp lên, xem cái tua máy nó có đều hay không. Và chúng ta sẽ rẽ ga đến điểm full mat. Đấy. Còn bình thường bây giờ lên như thế này mà chúng ta cảm thấy cái ga nó đờn thì chúng ta phải xử lý cái gì, và chúng ta lên ga giữa chúng ta phải xử lý cái gì, và ga cuối phải xử lý cái gì thì nó gọi là ok. Còn những anh em nào bảo con xe này hụt ga, Đình Tuấn cho luôn tiền cho các bạn 50 triệu. Ok, thì không phải là chúng ta giỏi hơn kỹ sư, cái gì cũng vậy, một cái phần gì chúng ta làm chúng ta sẽ can thiệp đấy. Cái bảng này cắt đây 4 năm về trước. Đây nó mục hết rồi, nó vứt ra đằng sau. Đấy. Đúng không? Cái này bây giờ là rục hột rác ra đằng sau, bây giờ mới lấy ra này. Đấy. Không phải là hôm nay mới làm vài làm thì anh em biết rồi đây. Cái bảng này vứt đằng sau cắt đây chắc phải 3 năm về trước. Đấy, nhưng thời gian này có nhiều anh em cứ lao đao về bình xăng. Thích thì ok, chẳng có cái gì cả. Đấy, con xe này làm bình xăng nhận 300 nghìn. Đấy, cứ phải ripo như thế này. Nếu xe xịn chưa, đó garanti, và các bạn ra các bạn phải chạy ok. Đó là cái mình hướng dẫn cho mọi người, không làm thì thôi, làm cho nó bài bản. Ok chưa? Rồi tiếp tục B6902 25k một ổ nha. Rồi anh em nào ok, quý đồng bào yêu mến thì ủng hộ 25k một ổ này, để đây bán luôn 6902 25k một ổ đấy. Anh em nào ok chốt đơn và em Zalo, cảm ơn anh em. Còn làm bình xăng để mẹ nhiều anh em cứ bỏ cái bình xăng vào là trọt. Chẳng qua mình ở đây mình bỏ vài năm về trước cái bình xăng cho mọi người. Nói chung về nhà đâu phải đi học cái bình xăng, về nhà xong cứ về vậy về trọt. Về nhà phải nghiên cứu mẹ gió chạy thế nào, cấp chạy như thế nào, thay cái gì vào chứ mọi người, hiểu không? Phải biết rằng cái bình xăng trước khi khách hàng mang vào mình có cụ nào trọt chưa. Chứ chúng ta chẳng hiểu cái bình xăng có cụ này trọt chưa, tiếp tục là trọt tiếp. Đấy. Ok, chờ tôi trong vòng khoảng một tuần nữa. Không tới đâu, 5 ngày nữa. Tôi đang lấy cái bộ đồ nghề về nhà tôi mài cho mọi người. Nếu mà mọi người chọn, nó mới sướng. Nghe nhịp bình xăng nó phải ok chứ mọi người không? Đấy, cái quan trọng là chúng ta vẩy. Vẩy cái gì? Đấy, vẩy cái tay ga nhá. Rồi, cố gắng anh em. Mình làm cho nó vui thôi. Còn nói chung là mấy cái đồ đấy mình chẳng quan tâm đâu. Rồi quan tâm lại ba phụ tùng rồi. Thay nhanh có tiền đấy, xăng cộ cái gì 6902 25k ổ. Van guarantee tự động của Yamaha và Honda. Anh em nào cần comment inbox. Van guarantee tự động Honda và Yamaha. Đấy anh em trong cửa hàng thủ đi kèm đơn khoảng 2-3 cái. Đây. Van Galanti tự động.
Rồi cục bấm nước vừa rồi anh em nào đã hỏi thì comment 3 cái trở lên bao ship tới tận giường. Được chưa? Đấy, cục bấm nước của tất cả những dòng xe điện từ 300k một cái, mua 3 cái bao ship. Đây, về nhà anh em chỉ cần hít phát lắp vào là xong lượm lúa. Lượm bao nhiêu thì tùy anh em. Cái này hay, chờ ngày kết quả sư phụ. Ok. Inbox em cần mua cho 50, cho 54 quay. Đấy, tất cả anh em cần cái gì thì truy cập vào Zalo, kể cả xăng cộ cái gì đấy, chuẩn bị trước đi. Rồi, anh em đăng ký trước đi là vừa đấy. Còn anh em nào mua sớm tool, mình tặng cho anh em bộ tài liệu và bộ làm lợi xăng. Và tặng anh em ít đồ chơi để về nhà anh em thay thế trên những bình xăng con. Đặc biệt những dòng xe của Way, Rim 100 và 110, Novo, Novo là X, Exide, đúng không ạ, Vespa, rồi vân vân. Mua sớm với tôi, mình sẽ tặng anh em bộ nghề làm lợi xăng và công thức. Mình sẽ hướng dẫn anh em trong một cái nhóm, đúng không ạ, tặng anh em vài bộ. Nếu về nhà có bình xăng của Sirius hay bình xăng của Way Rim gì đấy, anh em muốn làm, inbox cho mình, gọi cho mình. Trong vòng 30 giây, bình xăng đấy chạy phải tê. Rồi tiếp tục mở buji ra kiểm tra. Chốt sớm tun. Trời, tới bến luôn. Anh em chờ từ đây đến cuối năm, nếu thì Tuấn có thời gian dài rảnh rỗi, mọi người sẽ demo mát mùng về FI luôn cho mọi người luôn. Yên tâm. Cho tính toán thời gian 5 đến 7 ngày nữa để tất cả công việc nó đều được hoàn tất. Rồi, sớm tun 3 chuyên để remap, mở tour, off smart key và đồng thời phân tích dữ liệu trên dòng xe Honda Sancam. Đây, tất cả anh em nào muốn làm lợi xăng, ok, chuẩn bị ít tiền đi. À, sẽ cung cấp anh em bộ đồ nghề và đồ chơi. Đấy, về nhà có bình xăng Honda, bình xăng bố đời gì không cần biết, đúng không ạ? Thích chọn inbox cho Thị Tuấn. Rồi, không có chúng ta sẽ vào group, ít bữa nữa Thị Tuấn sẽ dạy. Sau cái ngày kết thúc về phun xăng điện tử FI, anh em thử nghe thì Tuấn xong ra con xe, anh em đề ba từ ga đầu tới ga cuối xem có phê hay không nha. Không phê thì Tuấn tặng anh em bộ đồ nghề chơi. Rồi, nước tẩy rửa, đúng không ạ? Thiết bị, đúng không ạ? Máy kiểm tra, đúng không ạ? Tất cả cái gì CKB, điện áp từ C cấp xuống, đúng không ạ? Inbox comment, mua máy sờ mô tun tặng luôn cũng được. Đấy, tất cả anh em nào mua máy thì cứ inbox. Và chưa dạy online trực tuyến thì chúng ta sẽ vào những online vừa rồi đã học. Những anh em nào chịu khó lưu động một tí khi nhận được máy, inbox để vào nhóm nhá. Giúp tính toán chúc, cảm ơn mọi người. Bình xăng con ở đây dạy cho anh em hoàn toàn là miễn phí, nhưng anh em phải có đồ chơi. Được chưa, minh mẫn? Đúng ạ, đủ số lượng thì Tuấn sẽ cho anh em xăng hoàn toàn cái công thức chọt miễn phí. Miễn phí. Anh em bỏ ra ít tiền mua đồ chơi. Rồi, mua bình sườn 80k một cục, mua 10 cục 7,5. Nước tẩy rửa 90k một lít. Anh em nào mua được cái gì thì comment ủng hộ vào cái Zalo luôn như cả nhà. Làm luôn đi cho nóng. Đây. Đó. Kết bạn truy cập vào ngay Zalo, mọi người cần cái gì có cái đó. Cần cái gì có cái đó. Được chưa? Rồi, tất cả về xăng anh em chuẩn bị tiền, chơi ít đồ chơi, công thức chỉ đi Tuấn miễn phí.
Về nhà bình xăng của Sirius chọt 3 bình lấy lại vốn. Đâu rồi bình xăng Si hả? Nè. Này. Này anh em nè. Thấy chưa? Được chưa? Còn chịu chơi tới mức độ này nữa nè. Ở đây mình chơi mình không hù ma dọa khỉ đúng không? Cái xe này không chạy đường dài, chạy dài lắm thì một ngày chạy khoảng 3 cây chưa tới. Đúng không? Chạy lòng vòng ở đây cứ vài trăm mét xe này để cho thợ đi làm đồ niêm phong mình xăng luôn. Đổ 50 ngàn coi như được 2 lít xăng. Đồng hồ đầu tiên nó sẽ là 164 km. Chúng ta sẽ đọc 3 số cuối. Thì lúc này nếu nó chạy được 264 km, coi như là đổ 50 ngàn xăng 2 lít chạy vòng vòng ở đây, quá lợi. Niêm phong luôn, không cho ai rút. Được chưa? Đó. 164. Thì bây giờ mới là 170. Mới chạy được có 6 cây. 64 mà. Đó, 70 mới chạy được 6 cây. Còn 90 mấy cây nữa. Xong mới đổ. Lúc trưa. Đấy. Thiếu bình. Rồi đấy không? Nè anh em bảo hụt ga đúng không? Nè hụt ga. Đấy hụt ga. Được chưa? Đấy. Ừ. Mẹ đó lọc gió chưa thay. Trong chiến lược làm đợi xăng thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em sau. Chỉ cần anh em làm có tiền là được rồi, là tiền Tuấn vui rồi. Mình không cần kinh doanh về cái mức làm đợi xăng đâu, kiếm vài đồng uống cà phê. Quan trọng anh em làm có tiền thì anh em nhớ tới mình, rồi anh em mua mấy cái này chơi. À, thì mua ở đâu thì cũng mua. Thấy thì Tuấn này nó chỉ cho mình tự nhiên một ngày mình kiếm được vài trăm, chọt bình xăng kiếm được 200. Không có nói chỉ thì mình không có 200, ủng hộ vài cục bô mì sườn. Lâu lâu ủng hộ cái này, ủng hộ phụ tùng là vui rồi. Làm tiết kiệm lọ quạng mua được cái máy chẩn đoán. Những anh em nào ở nơi nào nhiều bình xăng con thì comment. Rồi, Novo LX, Exide, Way 110, Way S, Dream Việt, Dream Thái, hiểu không ạ? Way Dream comment là vừa đấy. Nha. Yeah. 20 người đầu tiên. Chỉ có 20 anh em đầu tiên thì Tuấn sẽ làm cho anh em bộ đồ nghề. Đấy, ok. Đưa cho anh em ít đồ chơi. Chỉ cần á về nhà nhận được bộ đồ nghề, lấy ngay con xe Dream của mình ra. Làm theo phương thức của Đình Tuấn, ra chạy thử nẹt từ đầu cho tới cuối xem con đó có nhẹ hay không. Ừ. Được chưa? Không nhẹ, Tuấn ơi, không đạt. Cái tiền mà mua đồ nghề công thức đấy á, trả tiền luôn. 10 phút sau cho xin số tài khoản, trả lại chơi. Tất cả đều dám bao cho anh em tới mức độ như vậy. Hai mươi người đầu tiên, bởi vì mình mua cái bộ chỉ được 20 bộ thôi. Đấy, về nhà thời gian phải mua đá, mua đồ mài cho anh em và bét đồ cung cấp cho anh em nha. Về nhà có con Dream Way Trung Quốc hay là bình xăng Kenta cũng được, mới mua. Đây, ví dụ mới chạy ra phụ tùng, mua bình xăng Kenta này giá hơn 200.000. Lắp vào để chạy thử nhá. Nếu nhà anh em nào có bình xăng Kenta, mua hẳn cái bình xăng Kenta bình xịn của công ty Thần Đạt, nằm ở Bồ Minh, quận 10, Hồ Chí Minh. Chạy thử, rồi kiểm tra cái bugi. Xong, mở cái bình xăng Kenta ra. Tiếp tục để Tuấn hướng dẫn cho anh em chơi một phát nữa. Xem anh em xem cái bình zin và cái bình đá xử lý nó khác nhau như thế nào. Rồi, đó là cái cách nhanh nhất chứng minh cho mọi người. Ok, mua hẳn bình mới luôn cũng được. Trước tiên về nhà test, cái thứ hai thử cho khách hay ở nhà có bình xăng của Sirius, của xe Sirius Jupiter. Đúng không? Làm cho anh em cái ra chạy có tê không.
Nhưng mọi người có thể làm bình xăng, nhưng mọi người có thể lấy tiền được nhiều thứ khác. Ở trong chiến lược tôi sẽ chỉ cho mọi người, làm bình xăng này nó ngang với làm cái bộ nồi côn nếu biết làm. Được chưa? Nó nhẹ như làm nồi côn ấy, nếu bộ nồi côn tốt hay. Tôi không nói giỏi, phạm vi cho phép. Còn các bạn và anh em đừng có lăn tăn bỏ ra vài đồng, cứ sợ Tiến Tuấn này nó lừa. Thằng Tiến Tuấn này chuyển khoản cho anh em trong vòng 10 phút sau. Ok, lừa thì Tiến Tuấn này đã đi lừa bất động sản rồi. Nó đi lừa người ta lấy những cái lô đất vài chục triệu, vài trăm triệu rồi. Không hơi đâu trên mạng lừa anh em vài chục ngàn, vài trăm ngàn, hai triệu bạc đâu, chẳng giàu đâu. Vị lừa khoảng được 20 ông thì may lắm tôi có vài chục triệu, chẳng bao giờ thay đổi cuộc sống tôi cả. Kể cả cái nước tẩy rửa. Cả cái nước tẩy rửa này mà tẩy không trắng như cái can này ấy. Tuấn ơi, mày xạo quá. Chửi luôn tôi cũng được. Tuấn ơi, mày nói thì nghe thì mẹ như kiểu mà phim ấy, diễn ấy, hài ấy. Mày nó phét. Tao tẩy không rửa, không sạch nhớt. Anh ơi, vừa rồi anh mua cái can này bao nhiêu? Đúng không ạ? Hơn 400. Anh cho em xin số tài khoản. Tôi tặng anh em một can này chơi luôn. Trả anh em lại hơn 400.000. Ok, thì chơi. Cứ đừng có sợ rằng ở mua trên một cái shop mẹ gì ở trên mạng Việt Nam gì đấy, hơi tí là mua phải một lít bị nó lừa. Bản thân tôi đây còn bị lừa chứ không chỉ là anh em. À, cái nước này tôi mua xanh xanh đỏ đỏ tím vàng, một lít cả trăm mấy chục ngàn, gần 200 ngàn, về nhà vẫn chẳng ra sao cả. Đúng, bởi vì chúng ta bị lừa nhiều nên chúng ta sợ. Thế thì cái này mua thằng tay ga Tiến Tuấn thì yên tâm mà sử dụng. Chốt một câu thế cho nó xong. Còn trên đời này, Tiến Tuấn nói thật luôn, trên đời này chẳng ai cho không cái gì cả. Cho đi rồi sẽ nhận lại. Các bạn trả tiền cho tôi kiếm được cái gì đó trong một cái cuộc sống này, nó cảm thấy tôi sẽ cho các bạn cái thứ khác, và nó sẽ đi với các bạn mãi cả cuộc đời. Và các bạn và anh em, nó sẽ là một cái công cụ để mọi người kiếm tiền. Khi mọi người kiếm được đồng tiền, mọi người cười. Thấy nó vui không? Đấy, bỏ mọi người đi đúng chỗ. Còn không phải bây giờ tôi phục ra cái ngày xưa tôi không dám nói nhá. Còn phút này ấy, anh em đã đưa tiền cho tôi ấy, thì anh em coi như đồng tiền đấy nó rơi đúng chỗ đấy. Đó, được chưa? Đó là cái quy luật. Còn đôi khi công việc nó bận quá, nhiều lúc các bạn nhắn Zalo tôi làm sao mà kiểm soát kỹ được. Bởi vì tôi không phải là một cái tập đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn Tay Ga Tiến Tuấn, một thành viên gì đó. Tôi chỉ có một mình thôi, cái mạng của tôi thôi. Đúng không ạ? Hai cái mắt để nhìn đời, cái lỗ mũi để nhìn thấy gái, ngửi được gái đẹp, cái miệng cảm thấy để ăn cái đồ ăn ngon, lỗ tai để nghe ai nói đúng ai nói sai, tôi không thể nào mà xử lý cho kịp được. Rất mong các bạn và anh em thông cảm một chút xíu, đó nó hơi bị chậm trễ trong vòng khoảng 1 ngày 2 ngày đấy, tôi sẽ xử lý lại và tôi sẽ gửi hàng cho mọi người, được chưa? Còn cái làm lợi xăng này mọi người cứ inbox comment đi, đúng không? Nhà anh em nào có bình xăng Jimway C đúng không, inbox, kể cả anh em mới rửa xe cũng vậy đấy. Không cần phải mẹ nó ghê gớm về cái bình xăng con này lắm. Cái quan trọng là tôi phải có hết tất cả những cái thông số chuẩn. Chứ không phải là chọn đường này, chọn đường kia. Tôi nói nhiều nó mất hay. Đấy, mọi người hiểu không? Thì mọi người biết dạy FI thì tôi dạy nó dễ hiểu. Thì bình thường về cái bình xăng nó cũng vậy. Tiếc cái là do nhiều anh em học online, nó không bằng thực tế được. Còn anh em tới đây thực tế, anh em mẹ có cái gì mà anh em không biết được, nếu anh em chịu khó ở lại. Từ FI cho tới làm động cơ, cho tới nồi niêu son chảo, cho tới làm lợi xăng, cái thứ gì tôi cũng làm được. Đấy. Nhưng cái quan trọng là anh em mới so đo tính toán đồng tiền. Ừ, thằng kia đang dạy 5 triệu, thằng bên kia dạy có 7 triệu Tuấn ơi, nhưng tại sao mày lại dạy 10 triệu? Đấy à, nó có giá của nó hết nha quý vị. Trời nóng quá, không dám bật quạt này. Đấy, nên phải cởi trần. Sợ cái quạt này nó gió nó ù anh em hiểu không? Thông cảm. Bởi vì thì Tuấn mất lịch sự cởi áo, nhưng không phải, đó là nó quá nóng. Rồi, anh em nào làm 5 lít đi. 10 lít bao ship nha quý vị ơi. Bộ bơm nước lắp cho tất cả những dòng xe điện từ 125 cho tới 150, mua 3 bộ bao ship. Yeah.
mua smart tool tặng full bộ tài liệu VIP, thích thì tặng cho cái bộ này, thích thì tặng cho bộ làm lợi xăng, chọn phương án, rui rui nữa là tặng hết luôn. Cái quan trọng là chúng ta mẹ nó có vui không ấy. Đấy, bi 6902, bi đũa đâu rồi nhờ? Đây, bi đũa. Đây. Đó, anh em lại gọi quá nhiều rồi. Xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời riêng sâu sắc đến với quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hiện nay, xe máy là phương tiện gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Với nhu cầu phục vụ cho những công việc riêng của mỗi người thì hàng ngày những chiếc... Đó, đúng không? Rồi thì Tuấn cũng biết là nôn nóng nhiều, anh em gọi điện thoại luôn nhưng lúc này đang live stream không thể nào nghe được, rất mong quý vị và anh em thông cảm. Bi đũa bi 6902, thiết bị anh em nào cần truy cập hoặc là đồng thời chụp luôn cái số điện thoại Zalo hoặc đồng thời lưu lại dùng. Cảm ơn quý vị. Rồi, clip livestream đến đây xin phép tạm dừng. Thì Tuấn có thời gian khoảng 40 phút để trò chuyện cùng anh em thợ máy. Rồi, lời chia tay cuối cùng được offline trong cái clip livestream trong trang fanpage. Chúc anh em có buổi tối vui vẻ, ngày mai đầy sức khỏe. Và ngày mai cũng là ngày mùng 1 tháng 9, một tháng mới. Chúc cho đại gia đình của mình một tháng mới và một dịp nghỉ Tết ngày mùng 2 tháng 9 được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Chúc mọi người đón một cái Tết mùng 2 tháng 9 vui vẻ. Ok, lễ Tết lễ mùng 2 tháng 9 và ngày mùng 5 tháng 9 chúng ta bắt đầu đưa con tới tận trường, được khai giảng một năm học mới, còn chúng ta lại lên được một tầng cao mới nha. Lễ Tết mùng 2 tháng 9 nếu ok, người ta nhiều người gọi là Tết, nhiều người gọi là lễ, thì Tuấn sẽ gọi là lễ và Tết. Thank you mọi người. Chào đại gia đẹp trai Trung Nguyên, đẹp trai cái gì, ăn chay nóng quá đây. Em chốt một bộ gì thì tất cả quý vị và cái Zalo. Nếu quý vị và anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Đi Tuấn thì chúng ta sẽ truy cập vào cái Zalo. Được rồi. Đây 0909755993. Nhắn fit vào cái Zalo. Tuấn ơi, cần cái gì? Hoàng Hạn ăn chay, ở đây là cái livestream để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau comment. Còn ăn lấy đồ gì truy cập vào em cái Zalo. Cảm ơn anh trai. Gửi ăn 5 lít nước rửa. Ok, thank you. Rồi. Thank you. Nhá, Hoàng Hạnh nha. Rồi, em offline đây. Rồi, để em kiếm ít tiền em đi Hà Nội chơi mọi người tí nha. Đây, để em xếp sắp công việc, em đi Hà Nội vài bữa chờ mọi người nha. Rồi, thank you.